Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Và tối ngày hôm nay thì Apple cũng vừa ra mắt mẫu điện thoại mới của mình, đó là mẫu iPhone SE. Và ngay trong video clip này thì mình sẽ so sánh nhanh mẫu iPhone SE và mẫu iPhone XR, bởi vì đây là hai phiên bản iPhone giá rẻ và chúng ta hãy cùng nhau xem có những điểm gì khác biệt nhé. Và điểm đầu tiên dễ nhận thấy nhất đó chính là iPhone XR khi ra mắt sẽ được trang bị 6 phiên bản màu sắc, bao gồm màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu cam, màu đen và màu xanh. Trong khi đó, iPhone SE sẽ bao gồm 3 phiên bản màu sắc thôi, đó chính là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Ok, đó là về phần màu sắc và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông số kỹ thuật nhé. Về dung lượng bộ nhớ thì iPhone XR khi ra mắt sẽ được trang bị 2 phiên bản dung lượng bộ nhớ, đó là 64GB và 128GB bộ nhớ trong. Trong khi đó, phiên bản iPhone SE mới sẽ được bổ sung thêm một phiên bản 256GB nữa. Như vậy là iPhone SE sẽ có 3 phiên bản bộ nhớ là 64GB, 128GB và 256GB bộ nhớ trong. Và về thiết kế thì iPhone SE có chiều dài chiều rộng lần lượt là 138,4mm, 67,3mm và 7,3mm với trọng lượng là 148g. Trong khi đó phiên bản người Anh của nó là iPhone XR sẽ có chiều dài chiều rộng lần lượt là 150,9mm, 75,7mm và 8,3mm với trọng lượng là 194g. Như vậy là các bạn có thể thấy là về phần màn hình thì iPhone XR vẫn to hơn so với iPhone SE. Ok, điều này cũng đúng thôi. iPhone SE năm nay sẽ vẫn sử dụng màn hình là Retina HD Display, khác biệt so với màn hình của iPhone XR là Liquid Retina HD Display. Và chúng ta sẽ có màn hình 4,7 inch và màn hình 6,1 inch cho cả hai phiên bản. Và có một điểm mà mình thấy đặc biệt đây đó chính là cả hai phiên bản này đều có mật độ điểm ảnh là 326 ppi. Ồ, mặc dù chúng ta có một kích thước khác nhau nhưng vẫn chung cái độ điểm ảnh là 326 ppi. Và theo như mình nghĩ thì chiếc iPhone SE sẽ có sắc nét hơn so với chiếc iPhone XR trước đây. Cả hai chiếc điện thoại này đều được trang bị công nghệ màn hình có trung tâm display và chúng ta thì vẫn sẽ có nút hát tích tắc rồi. Ok, không có điểm gì khác cả. Về độ sáng thì sao? Cả hai chiếc điện thoại này đều có cho độ sáng tốt nhất ở 625 nit. Có một điểm mà mình thấy hơi buồn một chút, đó chính là chiếc iPhone SE là không được trang bị Face ID và chúng ta vẫn sẽ phải cảm biến bằng nút Touch ID ở đây. Thực sự là rất buồn. Nếu như được trang bị Face ID thì mình sẽ thích hơn rất là nhiều. Ok, tạm mạng với anh em vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi với con chip của cả hai phiên bản này nhé. Phiên bản XR thì trang bị một chip đó chính là A12. Phiên bản XR được trang bị chip A12 Bionic, chip này anh em biết rồi. Trong khi đó, phiên bản iPhone SE sẽ được nâng lên đó chính là chip A13 Bionic. Và bọn mình sẽ có bài đánh giá so sánh trải nghiệm giữa hai thiết bị này để xem con chip A13 trên iPhone SE nó sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào nhé. Về tiêu chuẩn chống nước thì cả hai phiên bản này thì vẫn dùng chung một tiêu chuẩn chống nước, đó chính là IP67. Ok, không có điểm gì khác nhau cả. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi phần camera của cả hai phiên bản này nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy cả hai phiên bản này đều được trang bị đó chính là camera góc rộng 12 megapixel cho khẩu độ f1.8 và cả hai được zoom 5x thôi, không có điểm gì quá khác biệt ở đây cả. Và đây mình đã phát hiện ra một điểm mới trên iPhone SE so với iPhone XR. Thì trước đây khi Apple ra mắt mẫu iPhone XR thì Apple có nói về phần camera được trang bị công nghệ đó chính là Smart HDR for Photo. Nhưng ở trên phiên bản iPhone SE thì mình tìm thấy đó chính là công nghệ trang bị đó chính là Next Generation Smart HDR for Photo. Và chúng ta sẽ cùng nhau đợi khi mà có máy trên tay, mình sẽ chia sẻ rõ hơn về vấn đề này. Đó là sự khác biệt mà mình thấy đây. Còn lại về các thông số khác thì y xì nhau thôi, không điểm gì khác biệt quá nhiều cả. Về phần quay video thì cũng không có điểm gì quá khác biệt trên cả hai phiên bản iPhone SE và iPhone XR cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi với camera phía trước xem nào, để xem có điểm gì khác biệt không. À đây, cả hai phiên bản đều trang bị camera phía trước là 7 megapixel, khẩu độ f2.2. Và có một điểm mà mình thấy khác biệt giữa hai phiên bản iPhone XR và iPhone SE, đó là về cụm camera trước. Trên iPhone XR chúng ta để quay camera trước độ phân giải Full HD với hai mức khung hình, đó chính là 30fps và 60fps. Trong khi đó trên iPhone SE chúng ta sẽ chỉ đáp ứng được ở mức khung hình là 30fps mà thôi. Ok, như vậy là camera của iPhone XR có vẻ tốt hơn rồi, trong khi đó iPhone SE lại không được điều đấy. Và bọn mình sẽ có phần test chi tiết cho anh em hơn. Đây chỉ là tổng hợp qua cho anh em thôi. Ok, vậy là thông số cấu hình các thứ của iPhone SE và iPhone XR mình nói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần cuối cùng, đó là về mức pin của cả hai phiên bản này. Apple có chia sẻ là chiếc iPhone SE này có mức pin nó rất xem với chiếc iPhone 8 mà thôi. Khi mà xem video liên tục thì iPhone SE sẽ cho chúng ta hoạt động ở 13 tiếng đồng hồ, trong khi đó iPhone XR nó lên đến 16 tiếng đồng hồ. Về khi mà chúng ta nghe nhạc liên tục thì iPhone SE là 40 tiếng đồng hồ, trong khi đó iPhone XR là 65 tiếng đồng hồ. Ồ, như vậy là pin của iPhone SE sẽ nhỏ hơn so với pin của iPhone XR. Ok, như vậy là mình vừa tổng hợp cho các bạn những điểm khác nhau giữa iPhone SE mới và mẫu đàn anh của nó là iPhone XR.
Và phiên bản iPhone SE mới này khi ra mắt cũng sẽ chạy ngay phiên bản mới, đó chính là iOS 13. Vậy các bạn nghĩ sao về phiên bản mới iPhone SE này? Liệu các bạn có thích lựa chọn phiên bản iPhone SE này không, hay vẫn lựa chọn mẫu điện thoại thần thánh đó là iPhone XR? Hãy nhớ để comment ở phía dưới video clip này nhé. Và các bạn cũng đừng quên là hãy theo dõi kênh YouTube của VN Review để cập nhật tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Bye bye.